anh em nha, lại là em đây. Hôm nay là em móc một đống họng ga luôn để phục vụ cho anh em Tết chơi xe nha. Thì hiện tại là em có rất là nhiều họng ga. Đây là của Vario 150 26 lên 28 móc lo. Cái này của chiếc SH2020 lên 30 luôn. Đây là cái họng của AB125, họng 24 lên 26. Đây nữa nè, quá trời luôn. Có Winner nữa nghe anh em. Winner là ẹt cũng có luôn nha, ẹt này, ẹt 150 nè. Đó, nhóc luôn. Cái này SH218. Cái này Winner. Đó, cái này để cho những anh em nào chơi bô, nồi, họng ga thì anh em có thể alo với em. Đấy nè, Vario lên 28 hết nè. Đó, em đồ em làm sẵn luôn nha anh em. Vô là chỉ có đổi qua bù tiền thôi. Đây là tăng cân tăng cam của Funel, quá lộn, fill mập full led gì đó. Đó, một đống luôn để phục vụ anh em. Vô anh em vô là làm 1 phút 30 giây là xong. Đây là cái họng Vario Rin chưa móc nè anh em thấy không? Nhỏ xíu nè. Đó. Còn cái họng mấy họng này móc là anh em thấy không, cái lo chà bá luôn nè. Đó. Không, hai cái nó khác nhau hoàn toàn không? Này họng Rin chưa móc nè. Đó, còn những hàng đây là móc rồi hết. Đây, anh em chơi nồi chơi bô thì chơi họng ga thì chỉ việc tháo cái xác này xuống và gắn cái xác này vô thôi, tất cả đều rin đã móc sẵn anh em rồi. Ok, có làm xe thì cứ liên hệ cho mình nha, qua số điện thoại 0988212334, địa chỉ là 58 Nguyễn Thị Huệ, Bình Phước, Hóc Môn anh em. Rồi tiệm xe Úc Tây Ga. Rồi cảm ơn anh em xem video nha, chào anh em nha.